Diễm Thi và Trân Như kính chào quý khán thính giả với bản tin truyền hình của Đài Á Châu Tự Do. Mời quý vị đến với bản tin sáng thứ ba ngày 1 tháng 12 với một số tin tức đáng chú ý. Đài Loan và Trung Quốc trao đổi 3 gián điệp đang ngồi tù. Tổng thống Nga chưa muốn gặp Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ. Kính thưa quý khán thính giả, Đài Loan và Trung Quốc đã trao đổi 3 gián điệp đang ngồi tù. Chính phủ Đài Bắc báo tin này vào hôm 30 tháng 11. Đây là hành động thiện chí chưa từng có giữa hai bên, tiếp theo sau cuộc gặp gỡ lịch sử ở Singapore hồi đầu tháng 11 giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Đài Loan Mã Anh Cửu. Trung Quốc đã trả tự do cho hai sĩ quan cao cấp của Cục Tình báo Đài Loan bị giam hơn 9 năm qua. Đó là các đại tá Zhu Gongsun và Su Yang Ngô. Đổi lại, Đài Loan cũng phóng thích gián điệp Trung Quốc là Li Jihao. Hai gián điệp Đài Loan vừa nêu đã bị Trung Quốc bắt giữ và kết án chung thân vào năm 2006. Bên lề hội nghị khí hậu thế giới ở Paris, Pháp, hôm thứ Hai, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama kêu gọi Nga và Thổ Nhĩ Kỳ giảm bớt khẩu chiến sau vụ máy bay thổ bắn hạ Su-24 của Nga ở Syria. Giới chức Nhà Trắng cho biết Tổng thống Hoa Kỳ đã họp kín với Tổng thống Nga tại thủ đô Pháp vào đêm Chủ nhật vừa rồi. Tổng thống Obama cũng đã chia buồn về việc viên phi cơ Nga thiệt mạng trong vụ máy bay Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ chiếc chiến đấu cơ của Nga ở vùng biên giới Syria-Thổ Nhĩ Kỳ. Ông cũng lặp lại mong muốn của Hoa Kỳ là hai phía Nga và Thổ cùng làm giảm căng thẳng. Hai nhà lãnh đạo Hoa Kỳ và Nga đã thảo luận về nỗ lực tiến tới ngừng bắn và đạt một giải pháp chính trị cho cuộc chiến Syria. Giới chức của Nhà Trắng dường như không có sự khai thông nào về vấn đề Moscow ủng hộ Tổng thống Bashar al-Assad của chính phủ Syria. Cũng chuyện bên lề hội nghị thượng đỉnh khí hậu thế giới đang diễn ra ở Paris, Pháp. Hôm thứ Hai, Tổng thống Nga Vladimir Putin vẫn tỏ ra lạnh nhạt về đề nghị gặp mặt ông Tayyip Erdogan, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, cho dù Thổ đã trao trả thi hài viên phi công Nga thiệt mạng vì máy bay bị Thổ bắn hạ. Trong khi đó, dù phía Nga đã công bố lệnh trừng phạt kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng Ankara vẫn duy trì quan điểm không xin lỗi Nga về vụ máy bay Thổ bắn hạ Su-24 của Nga ở vùng biên giới Syria-Thổ Nhĩ Kỳ vào hôm thứ Ba tuần trước. Phát ngôn nhân Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố với báo chí là không có cuộc họp nào được tổ chức tại Paris cho hai nhà lãnh đạo Nga và Thổ Nhĩ Kỳ. Vương quốc Bỉ hôm thứ Hai kêu gọi thành lập cơ quan tình báo châu Âu để đối phó với mối đe dọa thánh chiến Hồi giáo sau loạt khủng bố vừa qua ở Paris, Pháp. Phát biểu trên đài RTL của Pháp, Thủ tướng Bỉ Charles Michel nói rằng Âu Châu cần phải nhanh chóng thiết lập tổ chức tình báo theo kiểu CIA của Mỹ. Ông cũng kỳ vọng tổ chức tình báo mà ông gọi là CIA Âu Châu sẽ tổng hợp và xử lý thông tin về các thành phần cực đoan, lột mặt nạ một số thành phần có toan tính thù địch. Thủ tướng Bỉ cũng nhấn mạnh tới một trong những vấn đề quan trọng mà công tác an ninh đang đối diện, đó là thông tin tình báo chỉ được chia sẻ giữa từng quốc gia với nhau mà không theo cơ chế toàn Âu Châu. Tòa đại sứ Hoa Kỳ ở Kabul vừa phát lệnh cảnh báo công dân Mỹ về hiểm họa khủng bố có thể xảy ra tại thủ đô Afghanistan trong hai ngày thứ Ba và thứ Tư tuần này. Theo nội dung trên trang mạng, Đại sứ quán Hoa Kỳ không cho biết chi tiết về các nơi có thể là mục tiêu khủng bố. Tuy vậy, thông báo nhấn mạnh tình hình an ninh ở Afghanistan rất bất ổn, tồn tại mối đe dọa nguy hiểm đối với tất cả công dân Mỹ ở Afghanistan. Các cảnh báo an ninh cho người Mỹ ở Kabul cũng như trên lãnh thổ nước Afghanistan đã diễn ra trong bối cảnh cuộc gặp gỡ dự kiến bên lề hội nghị khí hậu Paris giữa ông Nawaz Sharif, Thủ tướng Pakistan và ông Ashraf Ghani, Tổng thống Afghanistan. Giới chức ẩn danh của chính phủ Pakistan nói rằng cuộc gặp gỡ giữa hai nhà lãnh đạo hàm ý khả năng nối lại đàm phán hòa bình giữa chính phủ Afghanistan và lực lượng Taliban. Pakistan là quốc gia trung gian cho cuộc đàm phán này. Quý vị vừa theo dõi bản tin truyền hình của Đài Á Châu Tự Do. Tất cả các chương trình của chúng tôi được đăng tải và lưu trữ tại địa chỉ afv.net. Nếu bị tường lửa ngăn chặn, mời quý vị vào địa chỉ achautudo.info. Quý vị cũng có thể xem chương trình của chúng tôi bằng điện thoại di động tại địa chỉ vietnamese.rfa.org hoặc bằng ứng dụng app của AFV tải xuống từ App Store và Google Play. Diễm Thi và Trân Như, xin.